Người Thái ước được như Việt Nam vì có rất nhiều công ty nước ngoài đầu tư, còn ở Thái chỉ có công ty Trung Quốc, Đài Loan. Đó là bình luận của một người Thái trên mạng xã hội trong thời gian vừa qua. Các bạn thân mến, mới đây có một kênh truyền thông Thái Lan đã đưa tin nói về Việt Nam khả năng sẽ trở thành một đất nước phát triển tiếp theo ở châu Á. Người này nói rằng Việt Nam được coi là một trong những ngôi sao kinh tế lớn nhất ASEAN, điều đó đã và đang trở thành một trung tâm sản xuất lớn nhất của ASEAN đa số doanh nghiệp nước ngoài chọn đầu tư vào Việt Nam khi quyết định rời khỏi Trung Quốc. Theo như kế hoạch, thì đến năm 2045, Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia phát triển. Nhưng tờ báo này lại đưa những hình ảnh minh họa xã hội Việt Nam như những năm 2010 vậy. Sau đó, tờ báo này cho rằng, Việt Nam phát triển như ngày hôm nay là do có lực lượng lao động giá rẻ với một mức lương thấp. Cuối cùng, trang tin tức này đặt một câu hỏi với cộng đồng mạng Thái Lan rằng, liệu Việt Nam có thể trở thành một nước phát triển tiếp theo ở châu Á hay không? Sau khi video này được đăng tải thì đã thu hút rất nhiều lượt phản hồi đến từ netizen Thái Lan, đặc biệt đã có một phản hồi nhận về được rất nhiều sự ủng hộ cũng như phản ứng trái chiều của người Thái. Vậy người này đã nói gì thì bang Song 4.0 sẽ cùng các bạn tìm hiểu ngay sau đây nhé. Việt Nam rất giỏi trong việc kiểm soát các công ty nước ngoài để tạo công an việc làm ổn định cho người dân. Không giống như Thái Lan, hầu hết các doanh nghiệp nước ngoài ở đây toàn các công ty của Trung Quốc và Đài Loan. Không những thế, Thái Lan hiện tại có tỷ lệ lao động nhập cư đáng báo động. Đặc biệt, các chế độ về phúc lợi xã hội cho người lao động còn rất kém. Ngoài ra, chính phủ Thái còn khuyến khích người lao động nước ngoài có thể đưa theo gia đình đến sinh sống tại Vương quốc Thái. Điều này thật khác biệt với Việt Nam và các quốc gia khác, thật không thể tin được rằng Thái Lan lại có một chính sách lạ đến như vậy. Tưởng chừng bình luận này sẽ nhận về rất nhiều gạch đá đến từ cộng đồng mạng Thái Lan, nhưng không, đa số cư dân mạng Thái đồng tình với quan điểm của bình luận này. Dân số Việt Nam gần 100 triệu người, với hàng triệu lao động như vậy là đủ, nên không cần lao động nước ngoài, nhưng Thái Lan thì lại khác. Hiện nay, Thái Lan là một xã hội già hóa nên rất cần lao động nước ngoài, nếu không có họ, Thái Lan khó có thể thúc đẩy được nền kinh tế. Nếu không có người nước ngoài ở Thái Lan, mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn thế này nhiều, vì lượng lao động ở Thái Lan hiện nay sẽ không đủ. Lao động nước ngoài là động lực của nền kinh tế Thái Lan. Nếu không có lao động nước ngoài thì mọi chuyện sẽ rất tệ. Tại sao chúng ta phải dựa vào lao động nước ngoài? Vì một số công việc khó, đòi hỏi chất xám cao nên người Thái không thể làm được chẳng hạn như nhà máy sản xuất công nghệ cao, hầu hết các công việc liên quan đến công nghệ đòi hỏi một số người phải có tay nghề cao mới đảm nhận được. nên khi đại dịch covid nghiêm trọng, thái lan đóng cửa đất nước, người lao động nước ngoài phải về nước. khi thái lan mở cửa đất nước, các doanh nhân ở thái lan kêu gọi chính phủ cho phép người lao động nước ngoài quay trở lại để họ có thể tiếp tục công việc kinh doanh của mình. nếu không có lao động nước ngoài, thì các công ty ở thái lan chắc chắn sẽ gặp khó khăn. các bạn thấy đó, nếu một quốc gia mà phụ thuộc quá nhiều vào lao động nước ngoài nếu có một vấn đề gì phát sinh ngoài ý muốn thì quốc gia đó sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong công việc phát triển của mình. Còn một quốc gia mà tự lập tự cường chắc chắn sẽ phát triển bền vững hơn nhiều, vì nguồn lao động có sẵn, không ảnh hưởng nhiều bởi ngôn ngữ, chính trị và văn hóa nên sẽ cống hiến 100% sức lực của mình để xây dựng đất nước. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với những bình luận khác của netizen Thái Lan nhé. Một số người không hiểu Việt Nam, điều đó có nghĩa là bây giờ Việt Nam đang không ngừng phát triển. Có lẽ phải mất 20 năm nữa để Việt Nam được xếp vào hàng ngũ các nước phát triển của thế giới. Cũng dễ hiểu vì sao Việt Nam có thể làm được như vậy, bởi vì bây giờ nền kinh tế của Việt Nam ngày càng tốt hơn, chính trị ổn định, người dân yêu nước và mong muốn phát triển, nên chúng ta hãy xem quốc gia này trong khu vực ASEAN sẽ là một quốc gia phát triển đầu tiên, vẫn chưa quá muộn, Thái Lan cần có kế hoạch để trở thành một nước phát triển trong một năm nào đó. Nếu Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển thì họ phải trở thành công xưởng của thế giới trong tương lai. Điều đó sẽ khiến giá nhân công tăng cao. Nếu không đáp ứng được nhiều tiêu chí của các nhà đầu tư, thì nhiều công ty sẽ chuyển ra ngoài như Thái Lan bây giờ. Đầu tiên, phải có các công ty tư nhân mạnh giống như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Nhưng Việt Nam hiện nay chưa có trình độ đó, còn lâu mới là một nước phát triển. Người Thái vẫn có quan niệm rằng 50% dân số của họ đang sống rất hạnh phúc, nghe buồn cười quá. Người Thái Lan tự coi mình là vua của thế giới, sở dĩ công ty rời khỏi Thái Lan không phải vì lương vì hiện tại, lương của lao động Việt Nam và Thái Lan không tranh lệch nhiều, rơi vào khoảng 300-400 đến 400 USD trên tháng. Nhưng doanh nghiệp nước ngoài tại sao lại chọn Việt Nam? Vì Việt Nam có nền chính trị và sự ổn định của thị trường. Nhiều giao dịch được liên kết. Và hơn thế nữa, người Việt Nam thông minh hơn Thái Lan. Thái Lan đã độc lập hàng trăm năm, nhưng hãy nhìn vào các kỳ thi toán, lý. Việt Nam luôn đứng thứ hạng cao trong top 5 thế giới, top 1 Đông Nam Á, top 3 châu Á. Còn Thái Lan luôn ngạo mạn cho rằng nền giáo dục tốt hơn Việt Nam, vậy họ xếp ở đâu? hoặc giáo dục tốt nhưng chất lượng của người Thái quá thấp. Việt Nam là một quốc gia phát triển trong một thời gian dài sắp tới ư. Hãy nhìn vào nhiều thứ, lương thấp, ngành công nghiệp cấp thấp, cơ sở hạ tầng vẫn còn nghèo nàn. Việt Nam có lực lượng lao động tiềm năng rất cao, đầy đủ thông tin, họ giảm đầu tranh để có một việc làm và tiền lương xứng đáng. Nhiều thứ đã vượt xa Thái Lan. Thái Lan đang bước vào xã hội già hóa, người trong độ tuổi lao động ít đi, tỷ lệ sinh nở rất thấp, sức mua cũng đang ít dần, mức cũng không cao hơn nhiều so với Việt Nam. Bây giờ doanh nghiệp nước ngoài đã chạy trốn vì hệ thống chính trị của chúng tôi không ổn định. Vì vậy, các nhà đầu tư nước ngoài đã chuyển đến Việt Nam. Nhiều người dân đất nước chúng tôi vẫn đang cho rằng mình phát triển hơn Việt Nam, nhưng những người đó đâu có biết, Thái Lan đã ngừng phát triển trong nhiều năm, chúng ta đã bị mắc kẹt trong một vòng xoáy mà không thể thoát ra được, trong khi đó các nước ngoài kia đang phát triển rất nhanh và Thái Lan liên tục chứng kiến các quốc gia khác vượt qua Thái Lan mà cảm thấy buồn. Đất nước nào cũng cần phải có cơ hội để phát triển, nhưng trước tiên thái độ của người dân phải được phát triển, cũng như người Thái, trình độ học vấn của người Thái rất tệ, học sinh thì không lo học hành mà chỉ thích sam trổ. Còn Việt Nam là một quốc gia rất hấp dẫn để đầu tư vì họ không lách thuế như Thái. Người Việt Nam cần cù, nhẫn nại nên có nhiều công ty nước ngoài đến đầu tư, nhưng khi công ty này rút khỏi Việt Nam thì chẳng còn gì cả. Những tòa nhà cao tầng mà người nước ngoài thuê không còn gì ngoài sự chống trải. Nếu Thái Lan không có một chính phủ yếu kém như vậy, thì chắc chắn Thái Lan bây giờ đã là một quốc gia phát triển. Người Thái hiện nay rất lời biếng, con tiên công đắt đỏ, chúng ta phải tập trung vào sản xuất nông nghiệp, nếu không sản phẩm từ Trung Quốc sẽ xuất hiện trà lan. Sự phát triển của Việt Nam ở đâu? Tàu điện xây còn chưa xong, 12 km mà xây 10 năm, khiến công trình này phải tạm ngừng đóng cửa vì thiếu kinh phí. Liệu 20 năm nữa có xong không? Sau đó cơn bão nợ sẽ ập vào, tôi thấy đường ở các tỉnh khác của Việt Nam chưa được mở rộng gì hết. Tôi phải thừa nhận rằng Việt Nam đã xây dựng nên thành phố như các nước phát triển, tức là không có dây điện chằng chịt theo kiểu Thái họ đã đạt tất cả dây điện xuống đất đối với thái lan tại sao không làm như vậy phải đến sau này mới bắt đầu làm ở thái lan mọi thứ đều đóng góp cho bangkok khiến cho các tỉnh thành khác không phát triển được đáng nhẽ thái lan đã phát triển từ lâu việt nam đã từng bước phát triển điều này là bình thường nhưng đến khi nền kinh tế thế giới suy thoái việc liên quan đến chi phí lao động sẽ khiến việt nam không đi lên nhiều như vậy nhưng điều thú vị nhất đối với các nhà đầu tư là indonesia đó là sức mua sẵn sàng hỗ trợ sản phẩm bản quyền lặp lại bản quyền rất khác so với việt nam còn với thái lan đừng nghĩ nước mình thích hợp làm nước sản xuất sản phẩm tiền công không cạnh tranh được với việt nam và indonesia đâu giải pháp cho thái lan đó là làm đầu mối phân phối sản phẩm và lắp ráp thành phần ở khâu cuối cùng người việt nam kiên nhẫn kiên định có hoài bão cao có một sự thống nhất chính trị do đó việt nam có khả năng cao trở thành một nước phát triển còn đối với thái lan tôi nghĩ dù sao cũng rất khó để trở thành một quốc gia phát triển bởi vì tính cách và bức tranh tổng thể của con người thái lan không cao Thái Lan đã dành hơn 60 năm để phát triển, chưa phát triển thành một nước phát triển, nhưng Việt Nam chỉ có 20 năm để trở thành một nước phát triển, nhưng Malaysia đã dành hơn 40 năm để phát triển đất nước, phát triển một quốc gia thịnh vượng hơn Thái Lan. Việt Nam đang phát triển nhanh, nhưng Thái Lan, chúng tôi cũng không ngừng phát triển, đặc biệt là trong thời đại đầu tư cơ sở hạ tầng của Thái Lan đã làm cho chúng tôi nhảy vò rất nhiều. Tuy nhiên, nền chính trị ở Việt Nam có thể kiểm soát hầu hết người Việt theo suy nghĩ cùng một cách. Việt Nam là những người thông minh, có tư duy cầu tiến. Còn ở Thái Lan, nơi mọi người có những ý tưởng khác nhau vì vậy những cuộc cãi vã không bao giờ dừng lại chính trị tranh cãi nhưng chủ nghĩa tư bản kiểu thái lan thúc đẩy sự tiến bộ của đất nước nhanh hơn việt nam như chúng ta đã thấy hôm nay một đất nước được hưởng lợi từ chiến tranh lại đi so sánh với một đất nước đứng lên từ những mất mát đau thương thì liệu có xứng đáng hay không thái lan ơi phía trên là những bình luận của người thái khi nghe thông tin việt nam sẽ trở thành một nước phát triển tiếp theo đa số người thái lan đều có thái độ khinh thường đối với các quốc gia đông nam á khác không riêng gì việt nam nhưng bên cạnh đó vẫn có một số ít người thái công nhận sự phát triển của các quốc gia khác còn các bạn suy nghĩ như thế nào về vấn đề trên thì hãy bình luận ở phía dưới để mọi người cùng nhau theo dõi nhé cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo